Thời gian qua, Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền vướng tin đồn bất hòa sau tiệc cưới ngày 28 tháng 3. Đến mới đây, khoảnh khắc chung khung hình của cả hai nàng wax lần nữa được dân tình đặc biệt chú ý đến. Tối ngày 6 tháng 4, lễ cưới của Quang Hải và Thanh Huyền đã được diễn ra tại Hà Nội. Tại đây, Doãn Hải My cùng cầu thủ Đoàn Văn Hậu có mặt từ sớm để tham dự. Đôi vợ chồng son diện trang phục theo dress code lễ cưới màu ghi. Sau thông báo mang thai con đầu lòng, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 diện áo dài màu xám khoe trọn gương mặt xinh đẹp cùng chiếc bụng bầu tròn xoe. Có thể thấy, dù đang bầu bí, thế nhưng mẹ bỉm vẫn giữ được năng lượng vui vẻ và rạng rỡ. Đưa vợ bầu đến đám cưới, Văn Hậu chăm sóc rất kỹ Doãn Hải My. Anh chàng luôn nắm tay vợ, đi chậm đợi cô nàng và xách hộ vợ chiếc túi ở mọi lúc. Tay trái cầm túi, tay phải nắm tay vợ không buông. Cử chỉ của Đoàn Văn Hậu nhận được rất nhiều lời khen từ netizen. Qua một cử chỉ nhỏ, ai cũng thấy được Văn Hậu vô cùng chiều chuộng, chăm lo cho cô vợ đẹp của mình. Đẹp trai tinh tế anh có đủ, chồng yêu như vậy hiểu sao Doãn Hải My lúc nào cũng tươi tắn rồi, đôi vợ chồng này đáng yêu quá nhỉ. Trong khoảnh khắc cô dâu chú rể nắm tay nhau đi vào lễ đường, khách mời ngồi hai bên đều cầm sẵn trên tay một chiếc phễu giấy trong đó đựng những cánh hoa để tung bông trải đường cho cô dâu chú rể. Trong một video hậu trường được ghi lại, cặp đôi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tỏ ra vô cùng thích thú khi tung hoa cho Quang Hải và Chu Thanh Huyền. Khi cô dâu thướt tha lướt qua với chiếc voan đội đầu xinh đẹp, Doãn Hải My dốc những cánh hoa cuối cùng, hào hứng tung lên trong nụ cười rạng rỡ của Văn Hậu. Khoảnh khắc cũng xóa tan nghi vấn hai nàng hot wax Thanh Huyền và Hải My không thân thiết dù Quang Hải và Văn Hậu là những người anh em chí cốt của nhau. Trong khung hình chung của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cùng cô dâu chú rể ở tiệc cưới ngoài trời, hai nàng wax đều khoe vẻ ngoài xinh đẹp. Cả Hải My và Thanh Huyền đều đang mang bầu nhưng nhan sắc không thay đổi. Ngoài ra, cô gái đứng giữa Hải My và Thanh Huyền là Joyce Phạm, con gái đại gia Minh Nhượng, cũng đang có tin vui. Trước đó không lâu, khoảnh khắc Doãn Hải My đọ sắc Joyce Phạm cũng đã khiến ai nấy đều phải suýt xoa với nhan sắc không tì vết của hai mẹ bầu đình đám. Tại tiệc cưới chiều ngày 6 tháng 4, Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã bất ngờ công bố tin vui đến các quan khách. Theo đó, trong khuôn viên buổi lễ, khi cặp đôi mở chiếc hộp đã được chuẩn bị sẵn, chiếc bong bóng màu xanh có chữ WH Boy xuất hiện. Đây chính là cách Quang Hải và Chu Thanh Huyền công bố với mọi người chuyện anh và bà xã đã có tin vui, Chu Thanh Huyền đã mang thai con đầu lòng. Trước tiệc cưới này, Quang Hải và vợ đã tổ chức hôn lễ tại Đông Anh, Hà Nội, quê chú rể hôm 28 tháng 3. Hai ngày sau đám cưới, Chu Thanh Huyền gọi Quang Hải là ba trong livestream khiến nhiều người đoán cô đang mang bầu. Bạn bè và họ hàng của đôi uyên ương cũng bóng gió về việc họ sắp có con đầu lòng nhưng khi đó Quang Hải và vợ không xác nhận. Quang Hải và Chu Thanh Huyền tìm hiểu nhau từ năm 2021 nhưng kín tiếng. Hôm 1 tháng 1, đôi uyên ương tổ chức lễ ăn hỏi. Quang Hải nhận xét Thanh Huyền là cô gái năng động, thích truyền năng lượng cho những người xung quanh. Tiền vệ công an Hà Nội cho biết kết hôn giúp anh có thêm động lực trong thi đấu, trách nhiệm hơn trong cuộc sống.